Hi, chào mừng tất cả mọi người đã đến với video của L&D, tọa lạc tại thành phố lớn nhất của Canada, trường trung học phổ thông tư thục Toronto Academy of EMC, chuyên cung cấp các chương trình đào tạo trung học giáo dục cấp tiến từ lớp 9 đến lớp 12 với chất lượng cao dành cho học sinh bản xứ và quốc tế. Các chương trình giảng dạy các môn học tại EMC được dựa trên các tiêu chuẩn giáo dục hiện hành của tỉnh bang Ontario. Không chỉ với môi trường học tập hiện đại, trường còn tập trung vào toán, anh văn và lập trình dưới sự giảng dạy của các giáo viên chuyên nghiệp có kiến thức chuyên sâu đem đến cho các bạn du học sinh trung học phổ thông của L&D một nền giáo dục toàn diện nhằm chuẩn bị cho sự thành công của các em trong tương lai. Đồng thời, trường cũng trang bị cho các du học sinh có nguyện vọng theo học các khóa khoa học, kỹ thuật trong tương lai ở bậc đại học, cao đẳng. Toronto Academy of EMC luôn là tổ ấm thứ hai của học sinh và giúp các em cải thiện Anh ngữ, tiếp thu văn hóa Canada và có nền tảng học thuật vững vàng trước khi bước vào cao đẳng đại học. Trường luôn tự hào là nơi cung cấp các chương trình học thuật chất lượng cao, nhà ở thân thiện, hướng nghiệp được cá thể hóa đến từng học sinh. Và còn một điều đặc biệt nữa là khi đến với trường trung học EMC, bạn sẽ có cơ hội nhận được những suất học bổng có giá trị lên đến 2.000 đô la Canada cho tới 50% giá trị của học phí. Và những bạn học sinh may mắn được nhận những suất học bổng này sẽ được tiếp tục gia hạn ở những năm học tiếp theo. Có thể nói, đây là một môi trường trung học có rất nhiều ưu điểm nổi bật và nhiều sự lựa chọn thích hợp nhất cho các bạn du học sinh trung học phổ thông có ý định đi du học Canada. Và L&D xin gửi lời chúc mừng đến bạn Cao Hà Hải Anh, cô gái sinh năm 2005 đã may mắn nhận được thư mời nhập học lớp 11 từ trường trung học EMC học kỳ tháng 1 năm 2022. Đây chính là tấm vé vàng quyết định khả năng đậu visa của Hải Anh và là thành quả cho sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhà trường, học sinh và L&D. Nhưng chưa dừng lại ở đó, với thành tích học tập xuất sắc ở những năm cuối cấp, Hải Anh đã may mắn nhận được suất học bổng giá trị từ trường Toronto Academy of EMC trị giá lên đến 1.500 đô la Canada. Trong đó, gói học bổng Silver có giá trị là 1.000 đô la Canada. Chính vì thế, học phí của Hải Anh chỉ còn 13.450 đô la Canada và suất học bổng này sẽ tự động được gia hạn cho những năm tiếp theo nếu điểm trung bình môn của bạn Hải Anh vẫn duy trì đủ cao trong năm học 2022-2023. Đây là một kết quả hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực và sự cố gắng mà Hải Anh đã bỏ ra trong suốt thời gian qua và cũng là minh chứng cho niềm tin mà bạn ấy đặt đúng chỗ. Hải Anh đã làm được. Vậy còn bạn thì sao? Bạn còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay với L&D để đăng ký học tại trường trung học EMC ngay trong năm 2021? Và đặc biệt, đến với L&D, bạn sẽ được hưởng dịch vụ miễn phí lên đến 100% và chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng bạn trong suốt hành trình du học. Từ đó giúp bạn có thể dễ dàng thực hiện ước mơ đi du học của mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha!